Chuyện người trên vạn người, tập 343, chương 1053. Hung trọng tiếng như rùi mũi, trong giọng nói lại chỉ còn hoài nghi. Ngài không phải đã nói, Vân Tinh không còn cao thủ khác sao? Ta nhưng bị ngài hố thảm rồi. Cái tin tức này, ngài đến cùng là từ cái chỗ quần què nào nghe được vậy? Thực lực của ngài như vậy, nhưng mà trước mặt nhân ra người ta chỉ là cu ly, nhi tử như ta ngay cả tư cách cu e rằng cũng chỉ lăn lộn miễn cưỡng mà thôi. Nhìn xem cái Vân Tinh này có tám thành là thánh nhân a. Tại cái đảo ám ảnh này, hai phụ tử chúng ta ngay cả dám cũng không dám phóng hùng phấn sắc mặt lúng túng toàn bộ quá trình đều cúi đầu không lên tiếng hắn mượn khoảnh khắc lau mồ hôi để quan sát bốn phía mấy người bê gạch phụ hồ trẻ tuổi đều có tu vi thánh nhân khí tức che giấu cực kỳ bí ẩn nhưng cũng không chạy thoát được việc hắn quan sát tỉ mỉ con hàng này xấu hổ ngẩng đầu vị trung niên đang xây tường gạch thì càng là bố đời hơn đậu xanh rau má nó no chứ toàn bộ đều là nửa bước thiên giai cùng với hắn cơ hồ cũng không có kém bao nhiêu về phần những con hàng cu đang bận rộn lao lực cũng đều là một màu thánh nhân ngay cả lão đầu dọn dẹp vệ sinh cũng là thánh nhân thật sự là bước ra đường là gặp thánh nhân ngay cả sơ dai cũng đều khó tìm được một cái giống như cỏ rác ngoài đường hùng phấn nhìn cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi hắn rất muốn phản bác lời của thằng con khiến cho chính mình đem về mặt mũi của người làm phụ thân nhưng mà suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được lý do nào cả cái mặt mo cũng bắt đầu đỏ ửng cái đậu xanh rau má nó chứ thế méo nào cái chỗ này lại toàn thánh nhân vậy ngay cái thời điểm trong bụng hắn đầy là oán khí thằng con vẫn tiếp tục chảy cối. Còn nữa, nơi này những cái công cụ cũng thật không đơn giản. Nói xong, hắn lấy tay chỉ về cái sảnh ở bên kia. Cha, ngài nhìn xem một chút cái thần sảnh kia, ta căn bản không nhìn thấu phẩm giải của nó, chí ít cũng nên có thánh giai hoặc thậm chí có phẩm cấp thiên giai. Còn có những người kia trong tay đang dùng đao sắt để xây tường, cũng không có kém bao nhiêu. Loại bảo vật này, người nào cũng đều có. Hùng phấn nghe xong kinh nghi nhìn xung quanh, ánh mắt càng mở càng lớn. Vừa nhìn xong, liền ngay cả chính hắn trong lòng cũng có vướng mắc thiên giai trong tầm mắt có thể nhìn thấy tất cả công cụ vô luận là sảnh bình thường hay là đao dùng xây tường gạch thậm chí những cái chổi đang quét dọn ở một bên kia chí ít cũng đều là thiên giai cái này phải là có nội tình kinh khủng tới bậc nào chứ vẫn luôn trầm ổ hùng trưởng lão cũng bị chấn kinh mạnh mẽ khiến cho hắn hít vào từng ngụ khí lạnh ánh mắt liếc nhìn xung quanh quang mang trong mắt không ngừng hiện lên trên mặt thần sắc chấn động cũng thay đổi đến bộc phát rõ ràng so với nhi tử của hắn chỉ có hơn không có kém hai cha con ngây ngốc nhìn bốn phía kinh hãi liên tục nhưng mà hùng phấn trong mắt lóe lên dị sắc từ bắt đầu là hoảng sợ đến bây giờ từng bước có chút hương phấn toàn thân cũng xúc động đến run rẩy con trai cơ duyên đại cơ duyên cái lời nói quen thuộc lại lần nữa vang lên hùng trọng ánh mắt đang tràn đầy nghi vấn đậu may nó lại là cơ duyên sao cha ngài hãy yên lặng chút đi nhìn thoáng qua như từ ánh mắt sợ hãi hùng phấn lộ ra ý cười thâm trầm ha ha ngươi còn quá trẻ chỉ có thể nhìn thấy nhân sinh quan tầng thứ nhất cũng không thể có được cái tiền đồ cao siêu không thể tưởng tượng được nghe vậy hùng trọng trong mắt đầy hoài nghi cha ý của ngài là sao cái ánh mắt hoài nghi này hết sức rõ ràng hiển nhiên là không có tùy tiện tin tưởng hùng phấn cũng không có để ý tiếp tục lên tiếng chỉ điểm vẻ mặt hòa ái giống như dáng dấp anh minh cả một phụ thân hợp cách con trai ngươi thử ngẫm nghĩ lại một thoáng xem nơi này thánh nhân có thể tùy ý thấy được lại còn có rất nhiều chỗ kỳ quái ngay cả thiên giai cũng không hiếm thấy nhưng vẫn chỉ là cấp độ cu ly với phụ hồ mà thôi nếu như ở phía sau thì sao chẳng lẽ không có những tồn tại mạnh hơn sao hùng trọng kiên kỵ gật đầu mắt lộ tinh quang hoàn toàn chính xác có thể thánh nhân culi cũng chỉ là điểm xuất phát mắt thấy nhi tử đã lĩnh ngộ hùng phấn liền nhích lại gần thằng con đã như vậy ngươi có từng nghĩ tới nơi này vì sao có cao thủ tập hợp chưa hùng trọng lúc này ngây ngốc trong mặt dần hiện lên sự hoài nghi cái này hắn ấp úng một lát rồi ôm quyền cúi đầu hành lễ còn mời phụ thân chỉ điểm một lát hùng phấn khẽ cười nhạt nhiệt huyết bên trong ánh mắt cũng khó có thể che giấu được đây chính là do ngươi vẫn còn trẻ người non dạng chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, không hiểu được ngọn ngành sâu xa. Ngươi thử suy nghĩ một chút, những cái thổ dân vân tinh này, tu vi cường hành như thế, lại vẫn nguyện ý ở chỗ này làm cu li. Cái này nói rõ ràng, cái đảo ám ảnh này không chỉ là chỗ tồn tại trung tâm, mà còn có đại cơ duyên, cho nên mới có thể khiến cho bọn họ hạ mình xuống trở thành một cu li phụ hồ. Trong mắt Hùng Trọng cũng sững sờ, dường như cũng đã phát hiện ra vấn đề. Quay đầu nhìn kỹ đi, cha của hắn cũng bắt đầu có tinh quang lấp lóe trong mắt. Chúng ta nếu có thể tiếp tục lăn lộn ở đây, nhiều thì không nói, chỉ cần v kép lộn đến cấp độ tiểu đội trưởng giống với người lúc trước, tương lai khi trở về Lam Tinh, phụ tử chúng ta vậy chẳng phải là hoành không không sợ bố con thằng nào rồi sao? Đến đó đó, Nguyệt Thần các tính là cái rắm. Coi như là các chủ tới chỗ này, nhiều nhất cũng chỉ bất quá tương đương với tiêu chuẩn xây tường thành mà thôi, sao có thể đạt được cấp độ tiểu đội trưởng được chứ? Như vậy há có thể cùng với chúng ta tranh phong được. Điều này chẳng phải là cơ duyên lớn sao? Ngươi chỉ thấy tầng thứ nhất, nhưng vi phụ đã nhìn thấy tầng thứ năm, tương lai huy hoàng rồi. Nghe đến đây, trong mắt hùng trọng quang mang nổi lên bốn phía cha nói đúng chỉ cần chúng ta lăn lộn đến cái chức tử đội trưởng các chủ thì tính toán là cái quần què gì chứ liên toàn bộ lam tinh chúng ta cũng được tính là cao thủ trong cao thủ một câu nghe xong như giác ngộ chân lý ánh mắt hùng trọng tràn đầy xúc động cùng với kính nghề vẫn là cha có tầm nhìn xa trông rộng hài nhi vừa rồi đã hoài nghi nhãn lực của cha thật là xấu hổ hùng phấn nghe xong thì cười nhạt khoát tay giống như mặt mũi của người làm phụ nhân như hắn được vãn hồi đáy mắt đều là vui mừng cùng với chờ mong không sao thiên hạ nào có chuyện cha trách tội nhi tử chứ con trai ngươi đã minh bạch vậy thì cần phải nắm chắc lấy cơ hội này không thể tiếp tục giống như trước đây không chịu nổi thất bại cái loại cơ duyên này bao nhiêu người mộng mà không được a à? ý tứ dạy bảo sâu xa hùng trọng khóe mắt đều chua sót một cái nồi canh gà này trực tiếp tống vào họng khiến cho hùng trọng nhiệt huyết kích động hải nhi biết tuyệt đối sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của cha cha nghiêm hứa hẹn hùng trọng không còn chút mệt mỏi nào nữa liền cái bụng trống rỗng không còn chi giác cũng không ảnh hưởng toàn thân hắn dường như nhiệt huyết sôi trào so với uống thuốc kích dục còn tác dụng mạnh hơn vì vậy lại tiếp tục thôi động xe cút kít quay trở lại làm việc nhìn y tứ chiến đấu sục sôi của nhi tử hùng phấn nước mắt tràn đầy trên mặt ôm lấy cục gạch mà mồ hôi đổ như mưa thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng hai cha con làm việc không biết mệt mỏi nhiệt tình khí thế ngất trời sợi tóc bay lượn mồ hôi rơi xuống như mưa lòng bàn chân cũng đều tóe ra ánh tia lửa một đám công nhân nhìn xem mà choáng váng trên mắt hiện lên sự kiên kỵ ây hai con hàng mới tới này thật sự cũng rất mạnh. Nhìn thấy được sự nhiệt tình đáng sợ của hai tên này, bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ ác ý đang ngập tràn. Vì vậy cắn chặt rác, tất cả cu li liền bày ra 200% công lực của mình. Trong lúc nhất thời, bên trong công trường bụi bay mù mịt mãnh liệt, thánh nhân bình thường đều đã không thể theo kịp tiết tấu, nhất thời một cái cảnh tượng lao đông quên ăn quên ngủ tới mức đáng sợ đang diễn ra. Ở chỗ không xa, nhìn cái cảnh tượng hừng hực khí thế không hợp với lợi ích thường này, tiểu đội trưởng nhìn mà hài lòng. Ồ, giam lại mấy ngày đã có tác dụng như vậy sao? Sau này có khi cũng nên quản thêm nhiều một chút nhỉ? Chương 1054 Đảo ám ảnh bên trong cảnh tượng bận rộng, thì bên phía vân tinh cũng đã khôi phục lại sự yên bình vốn có của nó. Nhưng mà ở sâu trong tinh không, giờ phút này đang có vô số ma ảnh lưu động, khe mở hư không được mở ra, quần ma cung kính đứng yên chờ đợi, giống như những người hầu cuồng tín vậy. Thẳng đến khi có một cái hư ảnh khủng bố hiện lên, khiến cho quần ma đều phải cúi đầu. Ngay cả tên ma đầu lúc trước trưởng quản tinh không chi môn của Vân Tinh cũng trực tiếp quỳ hai đầu đối xuống ma tướng đại nhân thứ tội cái hư ảnh kia chưa hề phát ra bất cứ uy thế nào nhưng lại khiến cho cả vùng tinh không lạnh như băng xương xung quanh không gian những cái loạn lưu đang chảy dường như cũng không hề ảnh hưởng tới cái con hàng này trong ánh mắt đen ngòm giống như đạm mạc nhìn bao quát hết thảy vô luận quần ma hay ma đầu trưởng quản vân tinh cũng đều không khiến cho cái ánh mắt lạnh nhạt đó lay động dù chỉ là một chút cũng không biết đã quỳ lạy bao lâu nhưng ma chưa hề đạt được bất kỳ sự đáp lại nào ma đầu trưởng quản vân tinh mồ hôi đổ như mưa run rẩy giống như một tên lâu la. Ngươi vì sao lại thất thủ? Âm thanh phát ra tra hỏi không rõ hỉ nộ, khiến cho quần ma kinh sợ câm như hến. Tên ma đầu trưởng quản vân tinh nuốt nước bọt trong cổ họng, vội vã lên tiếng. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân phụng mệnh thủ hộ tinh khâu chi môn, nguyên bản hết thảy đều thuận lợi. Đột nhiên có mấy vạn tu sĩ xông vào hắc vực, khiến cho tộc nhân tử thương vô số, nhưng tiểu nhân cũng không dám bôi nhọ uy danh ma tộc chúng ta, độc thân tử chiến vào trăm hiệp. Đáng tiếc bọn chúng người đông thế mạnh, ta dùng hết khả năng cũng chỉ đạt được kết quả lưỡng bại câu thương, vì vậy không thể không quay về thủ hộ tinh Khâu chi môn. Nhưng trong thời khắc mấu chốt ta dưỡng THOUVKNG cũng không biết từ chỗ xó xỉnh nào mọc ra một cái con hàng đầu chọc, hèn hạ vô sỉ, mượn gió bẻ măng. Nhưng mà toàn bộ tinh ảnh của ma tộc chúng ta bảo hộ tinh Khâu chi môn, thề tử chiến cũng không hề lui lại. Cuối cùng dùng mạnh sống của mấy trăm tinh anh đánh đổi, thành công kéo dài thời gian để ta kịp thời xuất quan, đẩy lui cường địch xâm phạm. Ma đầu nước mắt ngang dọc, mấy câu nói lên đều khiến nhiệt huyết dâng trào. Rõ ràng là hắn hoàn toàn bị người ta đè đầu ra đánh, dăm ba câu thì liền thay trắng đổi đen hoàn toàn khác biệt ngay lập tức biến hắn trở thành anh hùng của ma tộc lời này nói xong khiến cho quần ma ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa nhìn nhau nhưng mà ma đầu sau khi căng thẳng chờ đợi một lúc cũng không được đáp lại chỉ là ánh mắt đạm mạc quan sát của ma ảnh nói tiếp đi nghe vậy ma đầu không dám do dự tiếp tục múa mỏ những cái lời kịch đã chuẩn bị từ trước ma tướng đại nhân minh giám trải qua mấy lần huyết chiến tiểu nhân vốn cho rằng cuối cùng đã có thể vượt qua được cái nguy cơ này ai biết đâu được lại mò ra một chiếc phi chu của tinh vực ngoại gấp rút chạy tới cứu viện bốn người đứng đầu có tu vi vô cùng cường hoành tiện tao liền có thể tiêu diệt tiểu đội ngàn người đối mặt tới tiến công của bọn hắn chúng ta đã liều mạng huyết chiến nhưng mà địch nhân quá mạnh khiến cho tinh khâu chi môn không thể nào giữ được vốn chúng ta muốn cùng với những tên nhân loại kia huyết chiến đến cùng cùng với tinh khâu chi môn cùng sống cùng chết nhưng mà nghĩ tới ma tướng đại nhân e rằng sẽ không biết rõ tình huống của vân tinh vì vậy chúng ta do dự mãi mới làm ra quyết định buông bỏ tinh không chi môn chúng ta cuối cùng đi đắp chiếu cũng không có gì đáng tiếc nhưng nếu như khiến cho ma tương đại nhân không biết được biến cố của vân tinh phá hư ma tộc đại sự đó mới chính là tội lớn của chúng ta cứ như vậy chúng ta vừa đánh vừa lui vừa đánh vừa lui đến cuối cùng chiến đấu tới khi sau lưng a chỉ còn có ba ngàn tộc nhân những vô số tộc nhân khác đã bị bọn chúng tàn sát không còn nói xong ma đầu nhìn ma ảnh ngập trời kia một chút lặng yên không một tiếng động hắn cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi khụ khụ hiện tại tin tức đã đưa xong ta nguyện ý gánh chịu trừng phạt làm mất đi tinh không chi môn mong rằng ma tướng đại nhân hãy đem ta xử tử nói xong ma đầu vẻ mặt bi phẫn xen lẫn thống khổ quỳ sát trên mặt đất chờ đợi nhưng mà không người nào biết được cái mà hắn gọi là chiến tới khi chỉ còn ba ngàn tộc nhân hoàn toàn là những ma đầu khác lâm trận chạy trốn ở bên trong hư không tạt té giữ lấy mạng cái cảnh sắc huyết sắc làm cho người khác chú ý không ít ma đầu âm thầm nghị luận với nhau thoáng nhìn cái tư thế của con hàng này ma tướng ở trong bóng tối cũng lâm vào yên lặng sau mấy hơi thở mới lãnh đạm truyền ra âm thanh trầm giọng thôi hồi cổ thông đạo đã được đả thông những cái tinh cầu khác gấp rút chạy tới cứu viện cũng là bình thường đứng lên đi một tòa tinh không chi môn mà thôi cũng không tính là đại sự gì cả tương lai trùng kiến lại là được chỉ là một cái vân tinh nho nhỏ này lại có thể khiến cho ma tộc ta tổn thất như thế này ngược lại đã có chút ngoài dự liệu lúc này ma đầu trong cửa mới dám run rẩy đứng dậy hắn cúi đầu hành lễ cảm ơn còn giống như trung thành mười phần xin chỉ thị đa tạ ma tướng đại nhân chỉ là tinh không chi môn đã bị hủy tiểu nhân cũng vô lực ngăn cản cường địch sau này nên làm gì cho tốt đây nếu có thể vì ma tộc chúng ta mà ra sức tiểu nhân nguyện ý xông pha khói lửa quyết không chối tử cái lời này lập tức khiến cho quần ma lau mắt mà nhìn cũng khiến cho ma ảnh chậm chậm gật đầu tán thưởng tuy rằng ma thủ của vân tinh thực lực thấp kém lại dẫn tới thảm bại làm ô uế thanh danh ma tộc nhưng con hàng này cũng có được sự dũng cảm biểu lộ ra cái tâm trí tử chiến liền đã xứng đáng với thân phận ma tộc rồi dưới ánh mắt tán thưởng ma tướng bên trong bóng tối lại lần nữa lên tiếng ngữ khí cũng có chút bình thản hơn bản tọa còn có chuyện quan trọng cần xử lý Tạm thời không rảnh bận tâm tới cái vân tinh nho nhỏ này, khó có được người có lòng trung thành như ngươi, việc này tạm thời giao cho ngươi xử lý. Tiếp theo, ngươi cứ quay trở về Vân Tinh, bản tọa tự sẽ phái ra tinh anh trong tộc tới tương trợ ngươi, sau khi bọn họ đến, ngươi có thể phân công điều khiển. Mà nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, trước khi bản tọa giáng lâm, cố gắng lẫn vào bên trong nhân loại, gây ra hỗn loạn. Ma thủ nghe xong thì ánh mắt lấp lóe, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sau khi bịa ra một vở kịch, mạng nhỏ không những được bảo trụ còn không nói còn có được thêm một nhóm thuộc hạ tinh anh, cái này nếu như trở về Vân Tinh, chẳng phải là 10 phần chắc chín rồi còn gì. Tương lai chỉ cần xây dựng được một chút công trạng, tất nhiên sẽ rửa sạch nhục nhã ngày hôm nay. Nói không chừng, còn có được sự thưởng thức của ma tướng đại nhân. Càng nghĩ càng xúc động, ma thủ liền muốn đập đầu tạ ơn, nhưng đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên mấy đạo thân ảnh. Cái tên đầu chọc kia liền ra vô cùng khủng bố. Về sau cái tên nam nhân vác theo đại khảm đao kia thì càng thêm đáng sợ hơn. Còn có một cái nữ nhân trong tay cầm thiên binh. Cái đậu xanh rau má, đều không phải hạng người hiền lành gì do dự một lúc ma thủ phủ phục trên mặt đất tiểu nhân lĩnh mệnh chỉ là tiểu nhân móc cả ruột gan ra cả gan nói một chút ma tướng đại nhân muốn phái ra tinh anh cấp độ nào tới tương trợ nói xong ma thủ hình như ý thức được câu hỏi có chút không đúng ngữ khí lập tức biến thành mấy phần nghiêm túc tất nhiên tiểu nhân đi đắp chiếu không có gì đáng tiếc muốn hy sinh thân mình vì vinh quang vô thượng của ma tộc nhưng mà nếu thực lực không đủ làm chậm trễ đại sự ma tộc ta tiểu nhân lúc đó quả thực là đáng chết không hết tội lời này vừa vang lên khiến cho ma tướng cũng thoáng trầm ngâm. Ừm, cũng có mấy phần đạo lý, như vậy đi, bản tọa liền phát huyễn ma nhất tộc đi trước chạy tới đó, sau đó còn có man hoang nhất tộc tương trợ, về phần những tinh anh khác, đến lúc đó sẽ xem tình hình rồi định đoạt. Ma thủ nghe xong thì ánh mắt run lên, đột nhiên hắn lại có lòng tin mười phần. Lần này thật sự đúng là vừa kinh ngạc vừa vui mừng vô cùng. Huyễn ma nhất tộc là một chi nhánh cực mạnh bên trong ma tộc, am hiểu nhất mê hoặc tâm thần cùng với huyễn thuật, cái thần thông thần không biết, quỷ không hay liền có thể diệt sát sinh linh man hoa tộc thì càng thêm đáng sợ chiến lược có thể nói là nổi bật bên trong ma tộc tuy rằng tứ chi phát triển đầu ngóc ngu si nhưng được xem như cỗ máy giết chóc của ma tộc dùng cho chiến tranh không có gì thích hợp hơn có hai cái đại cường tộc này tương trợ vân tinh nho nhỏ không còn gì đáng sợ ma thủ trong nhé mắt tràn ngập xuân phong thành kính quỳ lại cao giọng phục mệnh tiểu nhân chắc chắn hoàn thành sứ mệnh không phụ đại nhân trọng thác sau khi hắn nói xong ma tướng ở bên trong bóng tối cũng đạm mạc gật đầu chậm chậm duỗi ra một chỉ lập tức bên ngoài vân tinh hiện ra một đạo khe hở không gian nhỏ bé khiến người khó có thể phát giác ra được ở trong đó cũng lóe lên quang mang hắc vụ tối tăm mà ma tộc thích nhất xa xa nhìn xem thì liền giống như một cái tinh không chi muôn cỡ nhỏ nhìn thấy thần thông bố đời như thế ma thủ lại càng thêm tự tin ân nhớ kỹ nhiệm vụ lần này chủ yếu là làm tan giã nội bộ của nhân loại hết thảy hành động phải ở trong bóng tối tiến hành không được xuất đầu lộ diện sau khi đi vào vân tinh lựa chọn tốt nhất là tìm lấy một khu vực hoang vu chi địa sau đó núp lùm chờ đợi viện thủ tới ma tướng trong bóng tối nhẹ giọng căn dặn minh bạch tiểu nhân liền tiến về vân tinh chờ đợi sau khi cúi đầu hành lễ con hàng này vội vã dẫn người quay trở về vân tinh một đường đạp trên hư không phi hành ma thủ kích động không thôi có thể đoán trước được đợi cho tới khi ma tộc tinh anh đều xuất hiện liền chính là thời cơ mà hắn dương danh lập uy đây chính là cơ hội trời ban ai có thể nghĩ ra được rõ ràng là cái kết cục bế tắc khó thoát khỏi trừng phạt lại bị dăm ba câu múa mỏ đổi được cái mạng không nói còn có được thuộc hạ cường hoành từ đó có thể tiến lên như diều gặp gió chỉ dựa vào chém giết thì không biết tới ngày tháng năm nào mới có được cơ hội như vậy cái này liền có thể nói là nhãn lực cùng với trí thông minh nếu không phải bản thân có một chút bản sự chính mình há có thể sống được tới ngày hôm nay chứ tu vi cường hoành thì dùng được cái giám gì đầu óc linh động này số mới thật sự là cường giả con hàng này càng nghĩ càng thêm đắc ý ma thủ lòng tin dạng người vì cơ trí chí của chính mình mà tán thưởng không thôi bất quá hắn cũng không quên chuyện bàn giao của ma tướng đại nhân tìm một vùng đất man hoang chi địa để chờ viện thủ tới. trước lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không xuất đầu. căn cứ như hiểu biết của hắn, vân tinh có không ít những cái đê cấp vị diện phụ thuộc, mà những cái đê cấp vị diện này hiếm có các cao thủ xuất hiện, càng sẽ không làm cho người khác chú ý. chỗ như vậy chính là nơi thích hợp cho bọn chúng núp lùm. sau khi núp lùm, đem cái chỗ đó phát triển thành đại bản doanh, tiếp đó phân tán nhân thủ đi các nơi, tiềm nhập vào vân tinh, chế tạo phá hoại. hắc hắc, quả thực là một cái kế hoạch hoàn mỹ mà. kèm theo với tiếng cười tà mị, ma thủ sẽ mở không gian tùy ý tiến vào một cái vị diện cỡ nhỏ, đồng thời ở bên trong vị diện tìm một cái hồ để núp lùm. Chương 1050 năm. Bên ngoài mấy vạn dặm, ở Đào Nguyên thôn, bên trong sân vang lên từng trận ồn ào, "Sư huynh, ta thực sự thấy qua Dịch Phong tiền bối, ngươi làm sao lại không tin ta đây? Ta đã nói với ngươi, a à, đã nhìn thấy Dịch Phong tiền bối không chỉ một lần, lần trước còn có quả đào cắn dở làm bằng chứng, ta tuyệt đối không phải nói bậy đâu." Tùy Vô Nha nhìn sư đệ đang tuyệt vọng lẩm bẩm, từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng càng nhìn thì thần sắc ngày càng thâm trầm trong ánh mắt đều hiện ra sự phức tạp sư huynh nếu không hôm nay chúng ta liền đi tới biệt viện của phó thiên nam chờ ở đó nhất định có thể đợi được dịch phong tiền bối cử chỉ điên cuồng lời nói ngông cuồng vì vậy túy vô nhai thở dài lên tiếng hai tất cả vào đi lời vừa dứt sáu vị thánh nhân còn lại cùng nhau bước vào trong phòng nhỏ lấy lạc hồng phi đứng đầu đều ngây ngốc đứng bất động không nói lên lời rõ ràng chỉ mới xa nhau có mấy ngày sáu lão đầu này hoàn toàn không có thần sắc vui sướng cũng không vì tu vi đột phá mà vui mừng chỉ có bất đắc dĩ cùng với tiếc hận. Nhìn những cái ánh mắt kia cùng nhau nhìn về phía mình, vẻ mặt Ngụy Đông Hải lộ ra sự hoài nghi. "Hửm, các ngươi trở về lúc nào vậy? Làm gì mà đều nhìn ta như vậy? Ta cũng không có làm việc gì trái với lương tâm." À. Lời còn chưa dứt, thì bảy vị thánh nhân đồng loạt ra tay. Đạo lực khủng bố như cùng phong gào thét, khóa kín toàn bộ bên trong phòng các xó xỉnh. Ngụy Đông Hải toàn thân không động đậy được, cơ hồ bị ép đến mức không ngẩng đầu nổi. "Làm gì? Các ngươi muốn làm gì hả?" Trong tiếng kêu tràn ngập sự khẩn trương cùng với lửa giận, dần dần biến thành gào thét nhưng thủy trung không có người nào đáp lời hắn cả bảy vị thanh nhân vẻ mặt dầu dĩ trong mắt tràn đầy sự tiếc hận ngay cả vị sư huynh thân cận với hắn nhất cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài ai sư đệ ngươi cũng đừng trách chúng ta đây đều là vì tốt cho ngươi từ lúc từ hồi cổ thông đạo trở về ngươi mắc bệnh càng ngày càng nặng nếu như đoán không sai ngươi hẳn là đã bị đại đạo chi lực của tà phái xâm nhiễm thần trí đại loạn nhất định cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hồi phục sư huynh ta cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy nhưng mà không còn biện pháp nào nữa. Nói xong, Túy Vô Nhai quay đầu đi khẽ nhắm mắt lại. Nhìn cái bộ dáng kia, đáy mắt Ngụy Đông Hải trầm xuống. Sau đó nhìn những cái lão hữu khác, đều là một bộ dáng thâm trầm, hắn đột nhiên dự cảm không ổn, vội vàng lên tiếng giải thích. "Uy, mấy vị lão ca, ta thật sự không có bệnh. Sư huynh, ta thật không có bệnh, ngươi cẩn thận nhìn xem một chút, ta thật sự không có lừa ngươi." Nhìn xem Ngụy Đông Hải cái dáng dấp cuồng loạn, mấy vị thánh nhân trên mặt rất bất đắc dĩ, đây quả thực là càng nhìn càng giống tùy vô nhai cũng hạ quyết âm sắc mặt trầm xuống gật đầu ừm đúng 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 ngươi không có bệnh hắn không tiếp tục cùng tranh luận với ngụy đông hải nháy mắt ra hiệu mấy người liền đích thân động thủ đem ngụy đông hải nhốt vào bên trong mật thất dùng pháp bảo đặc thù trói buộc hắn đã từng là hảo hữu đột nhiên bị trói nhốt vào bên trong mật thất cái bộ dạng kia vô cùng chật vật mấy vị thánh nhân nhìn mà do dự lạc hồng phi trầm giọng nhìn về phía các vị hảo hữu các vị chúng ta cử động lần này có phải đã hơi quá mức rồi không coi như ngụy lão đệ tẩu hỏa nhập ma có lẽ còn có biện pháp tốt hơn những người khác còn chưa có mở miệng thì túy vô nhai đã trầm giọng cắt ngang đây là biện pháp tốt nhất rồi hắn hiện tại tẩu hỏa nhập ma càng ngày càng nghiêm trọng không chế hắn lại tĩnh dưỡng còn có thể ổn định được bệnh tình nếu như tình huống càng ngày càng nghiêm trọng chúng ta lúc đó có dùng thuốc thì cũng đã quá muộn rồi mấy ngày hôm nay hắn phán đoán càng ngày càng khoa trương rõ ràng cầm trái đào cắn dở làm bằng chứng hồi cổ thông đạo tà khí thực tế rất lợi hại chúng ta không được mềm yếu như lòng dạ đàn bà chưa thánh nghe xong thì liên tục gật đầu không khí rất là áp lực nhưng bọn hắn đi ra mật thất thời điểm mỗi người đều đang chuẩn bị quay trở về nơi ở của mình thì đột nhiên thấy dịch phong đang bước vào thôn xóm thành thơi đi tới mọi người nhìn vừa mừng vừa sợ vội vã lo lắng chạy đến hỏi dịch tiểu hữu ngươi đây là nhìn xem một đám lão đầu bao vây quanh mình dịch phong cũng bị lây nhiễm cái sự nhiệt tình liền hàn huyên một cách quen thuộc tất cả sự tình đều đã làm xong ta cũng đã trở về rồi ngay cả dịch phong cũng đều nói chính mình trở về quả nhiên là ngụy đông hải phán đoán mà chư thánh giao lưu ánh mắt với nhau đối với việc tẩu hỏa nhập ma của ngụy đông hải không còn hoài nghi nữa nhìn xem dịch phong nhanh chóng trở về như vậy lạc hồng phi vội vàng lên tiếng tra hỏi dịch tiểu hữu ngươi đi dẫn đường cho ba vị khách quý chuyến đi này có thuận lợi không lời này hỏi ra khiến dịch phong vẻ mặt phiền muộn cái này đừng có nói nữa chỉ tùy ý một câu khiến cho nháy mắt chư thánh đều căng cứng tâm thần thế nào chẳng lẽ là dịch phong im lặng thở dai trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ dọc theo con đường này nói là để ta làm người dẫn đường nhưng ta còn chưa có dẫn được thì người ta đã liền dọn dẹp quay trở về rồi ta ngay cả bóng dáng ma tộc cường đại cũng đều không có gặp được cả đoạn đường đi chỉ gặp được một đám ma vật giả tạo mà thôi ách thất thánh nghe xong thì vẻ mặt ngây ngốc ma tộc đại nạn trong truyền thuyết liền đơn giản như vậy sao ba cái vị khách quý của tinh vực ngoại dĩ nhiên đã quay trở về tất cả mọi chuyện đã kết thúc việc này cũng quá mức đơn giản rồi lạc hồng phi càng thêm kinh nghi nhị không được mà một lần nữa đặt ra câu hỏi dịch tiểu hữu ngươi nói là thật sao ba cái vị khách quý kia thật sự đã quay trở về rồi sao nhưng mà ma tộc còn chưa có động tĩnh gì mà dịch phong nghe xong thì tức giận chép chép cái miệng cái này còn có thể nghi ngơi cái gì chứ mấy ngày trước đi cùng thì cũng thôi ma tộc cũng trốn mất dạng còn có cái gì mà gọi là tinh không chi môn đã bị cô nương kia dùng một kiếm chặt mất rồi nếu các ngươi còn không tin vậy thì tự mình đi xem một chút đi cái chuyến du ngoạn này của dịch phong ngoại trừ thu hoạch được chút điểm kinh nghiệm cơ hồ không vui một chút nào nào còn có tinh thần mà thảo luận nhân sinh kiến thức gì chứ ngoại trừ nhận thức thêm được mấy cái bằng hữu của tinh vực ngoại vẫn tính là tương lai có chút chờ mong nói một hai câu dịch phong nghe xong liền mất hứng nhưng mà sáu vị thánh nhân nghe xong thì hú hồn chim én quả thực khủng bố như vậy sao nghe một chút thì cường hoành ma tộc đã bị đánh cho không còn mảnh giáp tinh không chi muôn cũng bị một kiếm hủy diệt ba cái khách nhân của tinh vực ngoại này rốt cuộc tu vi cao thâm đến bậc nào dù cho là giờ phút này nghe xong sáu cái lão đầu kia cũng cảm khái đầy dẫy trong lúc nhất thời căn bản khó có mà tin được cái lời nói kinh người nào chỉ có túy vô nhai là có trong lộ ra chấn động cùng với thần sắc kích động. Lại thoáng nhìn Dịch Phong tiền bối quần áo không nhiễm bụi trần, hình như mơ hồ đoán được vài phần chân tướng. Dịch Tiểu Hữu vất vả rồi, chuyến đi dẫn đường này ngươi đã lập được đại công, chúng ta chắc chắn sẽ có hậu báo. Một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn, liên tục hướng về phía Dịch Phong cảm ơn. Đồng thời cũng là cái đại nạn của Vân Tinh, vậy mà lại dễ dàng giải quyết như thế, khiến cho cả đám khó mà không hưng phấn. Nhìn xem một đám lão đầu cứ khách khí, Dịch Phong làm một cái lễ nghi tượng trưng. Nói gì mà báo với không báo, ta cũng không có làm được gì cả. Nói xong, hắn mới lưu ý thấy thiếu đi một người. "Hả, Ngụy lão ca kia thế nào rồi? Thế nào lại không có ở bên trong thôn?" Một câu nói chạm đúng chỗ thương tâm, khiến cho vẻ hưng phấn của chư thánh nháy mắt biến thành thần sắc phức tạp. "Túy Vô Nhai trầm thấp trả lời, hắn gần đây có chút vấn đề, chúng ta tạm thời đem hắn khống chế lại, yêu cầu tĩnh dưỡng vài ngày." Nói xong, Túy Vô Nhai dùng tay mờ mịt chỉ vào đầu mình ra hiệu. Dịch Phong thấy thế thì liền hiểu ngay, có chút cảm khái khó tin không nghĩ tới lại thành ra như vậy lúc trước vẫn còn tốt đây mà mới có ngắn ngủi vài ngày đã từng nhận thức lão nhân vậy mà liền biến thành xi si ngốc rồi xem ra là thánh nhân cũng khó thoát được quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử nghĩ đến đã từng cùng nhau đi dạo trên hồi cổ thông đạo dịch phong lộ ra ánh mắt tiếc hận mọi người cùng nhau hàn huyên thêm mấy câu không khí cũng không còn vui vẻ gì cứ như vậy mà lần lượt rời đi lại lần nữa trở lại tiểu viện dịch phong ngồi xuống ghế đá trong lòng biến thành phức tạp chuyến đi này đúng là buồn vui xen lãn cũng coi như là làm quen được một cái muội tử của tinh vực ngoại cũng đã có hướng đi mới bất quá dù đã có hướng đi mới nhưng mà trước mắt thì hắn cũng không thể lập tức đi tới lam tinh được nhưng mà ngồi yên chờ chết cũng không phải là biện pháp nghĩ tới mấy chục năm sau cái tai nạn diệt thế dịch phong bộc phát cảm thấy thời gian eo hẹp bức bách xem ra sau này cần phải năng ra bên ngoài pham quái mới được bên cạnh việc đi tìm đường đắp chiếu thì cũng cần phải tăng lên thực lực đừng để vạn nhất việc này không được mà việc kia cũng chẳng xong sau một đêm không nói chuyện sáng sớm hôm sau tiểu viện tràn ngập ánh nắng ban mai phó thiên nam cũng dậy rất sớm làm xong bữa sáng liền vội vàng đi ra bên ngoài dịch phong cũng lười đến quản việc này tự mình động thủ làm một bữa sáng dinh dưỡng lại có long tu ăn kèm thêm một bình rượu một tô mì nhanh chóng cho vào bụng khiến cho thân thể thoải mái long sinh hoạt hổ trong lòng mặc dù biết thời gian eo hẹp bức bách nhưng mà dịch phong khi ăn uống đều chậm rãi tránh đau dạ dày hơi trầm tư một chút sau đó gọi ra mạn mạn phân phó xuất phát đi tới trước tinh không chi môn đi Hết tập 343, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.